Thế hôm nay đến trung tâm anh có việc gì không em? À, thì em muốn hỏi ấy, trung tâm anh có những dịch vụ gì ạ? Ui dồi, dịch vụ gì chả có em. Ví dụ như là nhá, căng cơ mắt, kéo cơ mặt, nâng mũi, sửa cằm, rồi nâng cơ mông, bơm ngực, cái gì bên anh chả có. Vậy bên anh có cái đó không ạ? Cái đó là cái gì? Ừ thì thế này nhá, em nói thật với anh là em sắp lấy chồng. Do hồi con gái ăn chơi quá, bây giờ em muốn sửa lại chỗ đấy một tí. Hồi con gái ăn chơi muốn tu sửa à? Vâng. Thế là... muốn cái này nó nhỏ lại gì? Ôi giời ơi, bên anh dịch vụ này chuẩn luôn. Bên anh là chuyên đi dịch vụ làm hồng xe khít, kín mít như đời còn zin. Đến chỗ anh là chuẩn quá rồi. Thế... giá rẻ như nào anh? Giá rẻ như cho. Ừ. Ok phát, anh làm luôn cho. Anh làm luôn cho em với. Chuẩn là phát. Tới luôn. À, kia rồi. Này. Em đến thăm bọn anh đấy à? Thăm cái gì? Làm ăn mất uy tín, đưa tiền đây. Sao lại mất uy tín? Làm sao thế? Này nhá, trước kia nhá, tôi chưa đến đây làm đẹp ý, đi đái, nó còn kêu xe. Sau khi làm đẹp rồi, nó kêu xè. Có khi không kịp, còn đái ra quần. Oh no. Sao lại thế được? Nhìn thế này, tôi không khát chân vào đường. Miệng nó cứ nhoẻn miệng cười thôi. Mà mùa đông ra đường nhá, gió nó lùa, viêm họng, ai chịu trách nhiệm? Thôi thế này đi, em lên trên trên phòng đi, để anh khám lại cho nhá. Không khám lại, đưa tiền. Tôi chỗ khác khám. Sao lại đưa tiền? Để anh khám lại cho. Tôi không. Thôi tôi nhận đưa tiền đây. Sao lại đưa tiền được? Để anh khám lại cho. Cứ để anh khám lại cho nhá. Tôi ơi, tôi không đi. Cầm. Em bảo anh cầm đấy. À không, con chó nó cắn nhiều quá. Anh bảo là nó cầm đi. Làm ăn mất uy tín. Cứ lên đây để anh khám lại. Ui, hỏng rồi. Không có chắn, nó chán hết ra ngoài rồi. Ui, ghê thế. Này, đi không anh? Giá này bao nhiêu em? Thì 500. Em bao phòng? 5 lốp. Gì mà đắt thế? 50 đi không? Khiếp, ông anh thế nào? Trông em như thế này mà 50 á? 500. Là anh nói cho em biết nhá. Lợn á, à nhầm, bò lạc dạo này xuống giá rồi. Em phải xuống tí đi chứ, gì đắt thế? Đây nhá, bò là bò nhá, em là em nhá. Đi thì đi, không đi thì thôi. Hay là thế này, em cho anh đi chịu đi. Tí nữa anh gọi điện thằng em alo một phát thôi là nó cầm tiền đến ngay. Anh quên không cầm tiền. Này, không có chịu gì cả. Mới sáng ngày ra còn chưa mở hàng. Chơi được thì chơi, không chơi được thì lướt. Mới sáng ngày ra đã cầm ngay rút quả. Hãm ơi là hãm. Tôm ơi. Tôm. Ôi, đây, tôm. Xuống, xuống anh. Anh à? Ừ, lại em. Có chuyện gì ạ? Nhìn là tập to hết chưa? Ôi, em đã sắp tốt nghiệp rồi mà. Sắp tốt nghiệp rồi. Dạ. Nhưng mà mày chỉ cái to to tí thôi, nhưng mà thực ra bên trong mày chưa là đàn ông lắm cả. Ý anh là như nào? Thế anh hỏi mày nhá, mày đang ngửi tí mùi đời nào chưa? Mùi đời á? À? Ừ. Em chưa. À, thế không muốn thử không? Muốn chứ ạ. Muốn à? Nhìn mày con hàng chưa? Ủa? Anh vừa tia được quả ấy. Ngon thế? Ừ, này, thế sao, muốn đi không? Dạ, muốn, nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Bây giờ nhá, mày phải trả cái đời mày thử phát đi. Thì mày mới lớn được, mày mới thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mày. Thế thì được ạ. Thôi thì đi. Mà anh quên mang tiền rồi, mày có tiền không? Tiền em có mà. Có không? Đâu, tiền đâu? Mẹ. Đấy. Mẹ. Đi.
Thế nào, quay lại có tiền chưa? Giá giá như nào ạ? 500, chị bao phòng. Ôi, thoải mái nhỉ? À, thoải mái à? Thấy chưa, anh đã bảo anh có tiền mà lại anh chỉ cần alo một phát thôi là thằng em anh ra cầm tiền cho anh ngay. Thì ai bảo ông anh không nói sớm. Thế nào, cả hai anh em à? Cả hai, này. Hàng này á, nguyên đai, nguyên kiện nha, chưa bóc tem rồi ấy. Ôi, thế á? Chưa lần đầu. Thế á? Ôi, yêu ơi, cưng lắm ấy. Này, không phải lo, em có kinh nghiệm 10 năm trong nghề rồi. Cái việc mà lần đầu tiên bóc tin ý, để em... Dạ, dạ chị. Về quá. Thích thật anh ạ. Này cứ làm được đấy. Thế nào, bây giờ thanh toán cho chị chưa? Hay là muốn thêm việc nữa? Thôi. Dạ, thôi ạ. Chị cho ông về, chứ không tầm này bố mẹ em lo lắng ạ. Thanh toán tôi. Dạ. Về anh ơi. Đi. Khoan đã. Còn thiếu. Thiếu cái gì? Đúng 500 mà. 500 là một người. Sắp đôi thì phải nhân đôi lên chứ. Nhưng mà em hết tiền à? Hả? Này, sao mày bảo là thoải mái mà? Thì mới bảo, là 500. Em cứ tưởng là 500 trộn gói thì đến giết. Trời ơi, mày giết anh rồi Tôm ơi. Anh bảo này, hay em hôm nay em cứ cầm 500 đi. Xong rồi mấy hôm nữa anh đến anh lại chơi tiếp, xong rồi anh giả nốt nợ, giả cả gốc lãi cho em. Im mồm. Hai thằng mày có tin nhá, tao gọi 500 anh em đến cắt giống chúng nó. Ui giời, tin ạ. Thôi. Làm nào. Cô mới, dạ. Chỗ này thân cô thế cô, anh không gọi được ai. Mày gọi được người ra đây không? Thì gọi được ai trong cái tình thế khốn nạn như này? Nhưng mày cố mày tìm đi. Không có. Có rồi. Em có rồi chị ạ. Alo. Dạ. Bố à? Lâu thế. Nhanh lên. Ôi Tôm ơi, là Tôm ơi, tao nhục vì mày quá ấy Tôm ạ. Tại sao mày lại đi chơi gái? Mày đi chơi gái một mình hả? Tại sao hai chúng mày đi chơi gái? Tại sao hai đứa mày đi chơi gái mà không rủ bố? Em lại là em à? Ok, hai người quen đấy, nhau à? Đây là người mở bát cho bố lần chơi phò đầu tiên đấy. Nhưng mà nhìn chị trẻ. Chị gì? Đáng tuổi mẹ mày đấy. Chẳng qua là bà ấy tiêm nhiều filler khắp người, rồi thẩm mỹ suốt ngày nên mới trẻ vậy thôi. Ngày xưa mở bát ý, lông chân bá dài bằng này. Rồi đến lúc mà vừa mới ấy xong, bà ấy giờ lách lên, lông lách dài bằng này. Ôi dồi ôi, sao bây giờ nhìn em ngon nghẻ thế? Này, hai bố con đang tới đây để trả tiền hay để xỉ nhục tôi vậy? À, mà nói mới nhớ, anh là người đầu tiên mở pát cho tôi đây mà. À, còn món nợ hôm đó nữa. Thế bây giờ tính cả gốc lẫn lãi thì như thế nào nhở? Có nợ thì trả. Dạ. Không trả không được. Bác sang đây với bác, đứng vào xếp hàng trả tiền cho cô. Về đây. Chào cô đi đã. Dạ. Chào cô đi. Chúng cháu chào cô. Bao nhiêu năm rồi vẫn bị bố con chúng nó lừa. Ôi, mày đấy nó không đuổi. Mày, đi chết. Này, mà con không nghĩ là ngày xưa bố lại vớ vẩn thế đâu nhá. Vớ vẩn cái tiên sư nhà mày.
cái con đấy là con nó mở bát cho bố đấy. Mà nó mở bát kiểu gì mà cuộc đời bố đen như chó mực, vớ ngay về mẹ mày, đẻ ra thằng con bất dạy bố láo như mày. Bây giờ mày lại chui vào cái đấy thì cuộc đời mày á có mà tối như đúng quần chị dâu, không ngóc đầu lên đâu con ạ. À. Ôi, hai thằng đi về. Dạ, alo em nghe ạ. Alo, chú bác ạ. À? À, dạ vâng, em nghe anh. Chú mà em quay đến đâu rồi? À, dạ em gần về nơi rồi anh ạ. Dạ vâng ạ, ok anh. Cái gì chứ, cái này đơn giản anh ạ. Dạ vâng, em chào anh. Ai gọi anh mà nhìn mà anh cau có thế? Lão Giang trưởng phòng. Mà sao? Anh thề với em nhá, lão này á ăn bẩn kinh khủng ấy. Thề luôn là lão này á ăn bẩn kinh khủng. Ăn cái gì, ăn toàn đồ sáng mõm. Lần nào anh đi du lịch về là cũng mua bát, cũng mua tôm hùm này, qua Alaska này. Ăn thì sáng mõm lắm cơ mà. Có lần chó nào giả tiền đâu. Oh no. Đơn giản thôi, anh đừng có mua nữa. Em nói buồn cười. Thế anh nói cho em biết nhá, bây giờ lão là trưởng phòng đúng không, anh là thằng nhân viên quèn. Anh hỏi em là không mua có được không? Gay gần nhờ. Để em nghĩ xem nào. Đợi em tí. Đây, anh cầm cái này về anh đưa cho lão. Sao lão bảo mua đặc sản mà em lại đưa hòn đá cho lão làm gì? Anh ngu thế. Bây giờ lão hỏi, bảo đây là đá phong thủy, đặc sản quê mình. Nhờ, hợp lý. Bảo sao, cứ làm nhân viên mà lão ấy không thích ấy, cũng chẳng làm gì được, đúng không? Hợp lý. Đi thôi. Đi thôi. Anh ơi, anh. Em có việc nhờ anh chốt đây. Cái chuyện mà tôi nhờ cậu mua cái đặc sản đấy. À đây. Vâng. Trả lão trước, em vợ chồng em đi về quê. Có chút đặc sản quê đây. Đấy, anh thấy không? Đặc sản quê em. Đây. Sao lại là đá? Thì đúng là nó là đá thật. Nhưng mà đá này không phải đá thường. Đây là đá phong thủy. Anh nhìn nó rất là bình thường á. Nhưng thực chất là đá này nhá, để anh mà để vào trong nhà nhá, thì nhà anh cũng là làm ăn phát đạt, giàu sang phú quý, tiền tiêu không phải nghĩ luôn. Đấy, nghe không? Tôi nhìn chả khác gì viên đá bình thường cả. Anh nhìn thế nào ấy? Anh đây nhá, nhìn nó rất bình thường. Nhưng mà thực ra nó sâu tiềm ẩn ở bên trong viên đá này nhá. Nếu mà nó mà phát hiện ra bên ngoài thì làm gì còn những lượt anh em mình. Anh đúng không? Thôi rồi, cậu làm việc đi. Vâng. Này, anh à? Sao có chuyện gì vậy anh? Tớ bảo, dạ. Cái hòn đá mà cậu cho tớ ấy. Vâng. Tớ bán rồi đấy. Anh bán rồi hả? Ừ. Biết bao nhiêu không? Bao nhiêu? 200 tỷ. Wow. 200 tỷ. Ừ. Đúng rồi. Tớ đánh rơi đất, tớt bửa ra. Ở trong toàn ngọc cậu ạ. Ôi trời ơi, người ta vào người ta giá 200 tỷ, tớ bán luôn. Người ta bảo rồi, bán được đồ là phải lót tay cho người tặng đồ. Tớ là tớ, mang quà cho cậu đây. Tớ định cho cậu 200... 50, lót tay 50. Lót tay 50. Thế nhá, gặp lại cậu sau. Thế nhá. Anh ơi, anh ra đây. Alo. Ừ, và anh đây. Này, em còn nhớ cái chỗ mà lần trước em nhặt được cái viên đá quý của lão Giang không? Ừ, lão bán đi được 200 tỷ. Bây giờ em đặt ngay cho anh 2 cái vé máy bay. Ok, liền ngay lập tức nhá. Sắp giàu rồi, làm gì cái tầm này nữa. Giám đốc à, bố cóc sợ. Mẹ cái thằng giám đốc, mẹ lưng 3 cọc qua đồng á. Bố mẹ đeo sợ mày luôn. Đợi đấy. Bố cái thằng ngu, 200 tỷ á, có mà 200 tỷ đô la âm phủ ấy. Dám mang giá đẻo lừa bố. Thank you.
tao. Đi em trao tí anh làm sao mà thành trăm như vậy? Em thì mua anh ba. Ôi, em đây à? Chào chào mình. Chào anh. Em đi đâu ấy? Em đến đây để tìm anh. Tìm anh à? Vâng. Bạn em ấy gửi về cho em một hộp bánh Hàn Quốc. Em mang sang cho anh một cái. Anh và Tông chia nhau ăn nhá. Em tặng anh. À, Tôm ơi, ăn hết đi. Dạ. Anh chó ấy. Ăn hết đi. Thật á? Thật đấy. Mà bánh ngon lắm đấy. Anh không ăn à? À, bánh đó. Ngon lắm đấy. Ừ thôi, anh cho Tôm ăn hết. Anh nhận tấm lòng của em là được rồi. Còn em ấy cứ nhớ đến anh, là anh sẽ đủ ngọt ngào nói. Này, thế là chính mồm anh bảo em là ăn hết đi nhá. Ờ. Thế thì em ăn đấy. Ăn đi. Ngon ngon thật. À, mày bằng tuổi tao sao mày không đòi đi lang thang mặt này nữa này. Lạ thật chứ. Mày là bố tao sao mày đòi đi trước tao? Thì không đi trước nữa. Nó thật, tao phải thằng tù mà mày đi, cứ đi sau mày như kiểu mày áp giải tao. Này á, từ nãy giờ nhịn nhiều lắm ấy đấy. Anh buồn cười thật ấy, tự nhiên tức cái gì không cục xúc. Bây giờ đi trước chửi, đi sau mắng, đi ngạ không được, đi kiểu gì vừa lòng. Làm sao, tao cục hay làm sao? Cái bánh tao đâu? Bánh em cho tao có phải cho mày đâu, mày tự tiện mày ăn hả? Bánh em bây giờ là như nào? Hóa ra là sĩ bộ làm màu. Ăn mới nhục.